Việt Hương tiết lộ tình trạng sức khỏe của Phi Nhung. Trao đổi với phóng viên, Việt Hương cho biết Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Cô mong không có những thông tin sai lệch về sức khỏe của đồng nghiệp. Mạng xã hội tiếp tục lan truyền tin giả với tấm hình cắt ghép nghệ sĩ Việt Hương khóc lóc bên ảnh Phi Nhung. Trả lời Tuổi Trẻ Online, Việt Hương nói những hành động này là vô cùng ác độc, bức ảnh đó cắt từ hình tôi trong tang lễ của mẹ tôi 9 năm trước, rồi ghép với hình áo quan của anh Chí Tài. Hành động này vô cùng ác độc, Việt Hương nói. Việt Hương cho biết hiện tại, Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Cô hy vọng việc thông tin sai lệch về sức khỏe của đồng nghiệp sẽ dừng lại bởi gia đình ca sĩ đang rất lo lắng. Còn đội ngũ y bác sĩ thì giờ đây họ cũng đã rất vất vả, áp lực rồi. Khi Phi Nhung điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy, con gái nữ ca sĩ là Wendy Phạm đã ủy quyền Việt Hương lo cho mẹ. Mới đây, khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của giọng ca phải lòng con gái Bến Tre, bà xã Hoài Phương cho biết Phi Nhung đang được điều trị tích cực và tiến triển tốt. Cô nói thêm, tuy nhiên, do bệnh này thất thường nên không thông tin sai lệch để các bác sĩ tập trung chữa trị cho Phi Nhung. Trước đó, một người thân tiết lộ Phi Nhung đang điều trị tích cực và nói thêm, thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu, mà ai cũng như ai nên không thể phiền bác sĩ. Và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn. Khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo. Thời gian qua, nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khi cô điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy. Thậm chí có những thông tin không đúng sự thật được lan truyền với mục đích câu view khiến gia đình không khỏi bức xúc. Liên quan đến những tin đồn thất thiệt này, phía Bệnh viện Chợ Giấy chỉ đạo nhân viên khoa hồi sức tích cực không được cung cấp thông tin bệnh tình của Phi Nhung cho bất kỳ ai theo yêu cầu của gia đình nữ ca sĩ. Mới đây, nhân dịp giỗ tổ ngành sân khấu, Phạm Thiêng Ngân con gái nuôi Phi Nhung có những chia sẻ đầy xúc động. Cô viết, con xin thành tâm nguyện tổ nghiệp che chở cho mẹ Phi Nhung của con qua cơn nạn này, mau chóng trở về và tiếp tục cống hiến. Con xin khấn nguyện thành tâm tổ nghiệp sẽ chỉ đường và che chở, cho con tiếp tục được ca hát với nghề. Con biết ơn mẹ Nhung nhiều lắm, mẹ đã dẫn dắt con vào nghề và chỉ dạy cho con rất nhiều. Chiều ngày 17 tháng 9, sau gần một tháng ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19, trang fanpage của nữ ca sĩ có chia sẻ đầu tiên về clip livestream hướng về ngày giỗ tổ sân khấu do các nghệ sĩ hải ngoại tổ chức tại Mỹ. Thông tin này được admin fanpage Phi Nhung chia sẻ. Admin viết, thành tâm khấn nguyện cho ca sĩ Phi Nhung được tổ nghiệp che chở, mau lành bệnh trở về với gia đình, với khán giả thân thương, được tiếp tục sống và cống hiến hết mình dưới ánh đèn sân khấu. Thông tin này nhận được nhiều lời cầu chúc của đồng nghiệp, người hâm mộ mong Phi Nhung mau khỏe mạnh trở lại.